Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị trên kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn. Khán giả thân mến, phong thủy coi trọng địa khí lên hàng đầu vì địa khí sẽ quyết định được mảnh đất đó có tốt cho việc phát triển công danh, tài lộc, sức khỏe hay không. Nếu mảnh đất đó mà có xạ khí, tức là tử khí, thì cần phải hóa giải khí đất trước khi xây dựng. Nếu gia chủ không kiểm tra địa khí và thiết kế phong thủy trước khi xây dựng thì nên làm nhà trên đó rất là nguy hiểm và khó hóa giải. Vậy tuổi Quý Sửu xây nhà hướng nào tốt đem lại cát lành, may mắn, tài lộc cho gia chủ? Nếu như gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đang ở nhà hướng xấu thì có cách nào để hóa giải các hung tinh? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Để việc xây nhà đầu tiên chúng ta cần xét đến đó là yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận. Và yếu tố quan trọng nhất là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì gạt bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên ta xét đến kim lâu năm 2020 canh tí, gia chủ tuổi Quý Sửu 48 tuổi theo cách tính này thì sẽ phạm vào kim lâu thê, kỵ vợ. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang lại tai họa cho vợ, cuộc sống vợ chồng cũng bất hòa cãi nhau, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Đầu tiên đó là hoang ốc. Tuổi Quý Sửu 1973 theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải lục hang ốc, lục ốc tạo ra bất khả thành. Gia chủ làm nhà tuổi này cũng bị phạm và khó thành đạt trong công việc. Còn xét đến tam tai, người tuổi Quý Sửu cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà 2020 canh Tý, gia chủ 1973 phạm tuổi Đại Kỵ tam tai. Năm này phạm phải thì kim lâu thê, kỵ vợ, gia chủ mà làm nhà thì sẽ mang tai họa tới cho vợ, cuộc sống vợ chồng cũng bất hòa cãi nhau. Tuổi này phạm tam tai chớ có làm nhà, lục hang ốc, lục ốc tạo ra bất khả thành, gia chủ làm nhà tuổi này bị phạm, khó mà thành đạt trong công việc được. Nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên thì tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Còn yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. 973 nam mệnh thuộc cung ly hỏa, nữ mệnh thuộc cung càn kim, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Quý Sửu cung ly, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh. Vì vậy, người mệnh ly hỏa có bốn tốt là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí. Bốn xấu là đông bắc hỏa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát, tây ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi 1973 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại tý, hướng bắc là chính thái tuế với nhà tọa ngọ hướng tý, phạm tuế phá và tam sát. Hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Quý Sửu xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn kết hôn, vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn.
Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Hướng thứ hai chúng ta xét đến đó là hướng Nam, gồm có ba sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Quý Sửu xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới có trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ ba đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung, hướng Đông, mộc khắc thổ, nên nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận, nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành hơn. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Quý Sửu Nam mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho sự cát tường và thuận lợi. Gia cảnh thì sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại đây sẽ hóa giải. Còn việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ tư là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc, nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm Canh Tý. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn, vẫn có thể tu tạo, sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với Nam mạng Quý Sửu 1973 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa thì năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Quý Sửu đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Sửu 1973. Thứ năm đó là hướng Tây Bắc, gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm Canh Tý bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát.
Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Quý Sửu 1973 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Quý Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, được họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tự quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên là xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Hướng chúng ta cần xét đến đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tống Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Quý Sửu xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y thuộc sao Cự Môn thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng phương pháp phong thủy vương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để có thể trấn được những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng cuối cùng chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm nay thì sơn thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Quý Sửu nam mạng xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ đề thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây nhà ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Quý Sửu đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Sửu 1973. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được Phong Thủy May Mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng Quý Sửu, cung Càn thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Càn Kim 4 tốt Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. 4 xấu là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông ngũ quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét các hung vận hạn từng hướng. Đầu tiên, chúng ta cần xét đến đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tọa ngọ hướng Tý, Phạm Tuế phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Quý Sửu nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng. Mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tự quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định và xây nhà ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Phong Thủy May Mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Quý Sửu đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nữ mệnh. Hướng thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát. Vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Quý Sửu 1973 xây nhà hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tự quái là Đoài, chủ về xung đột khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Quý Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế, bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Sửu nữ mạng. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 làm sẽ được nhiều may mắn cất lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời. Vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Với nữ mạng Quý Sửu 1973 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, trong năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Quý Sửu đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy
gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Sửu nữ mạng. Tiếp theo là hướng Tây gồm có 3 sơn canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, 5 canh Tý Cửu Tử đáo đến Cửu Tử Ngũ Hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tòa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tòa Giáp hướng Canh và tòa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo và sửa chữa được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi 1973 Quý Sửu nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát lành và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được tốt lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ 5 đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, 5 canh Tý bát bạch tài tinh đáo đến bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không được xây mới. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Quý Sửu xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chỉ ra trước rồi mới bình thiên hạ. Gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo là hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, 5 canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô tiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Quý Sửu 1973 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được thiên y thuộc sao Cự Môn thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để có thể trấn được những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng thứ 7 đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, 5 canh Tý sao lục bạch đáo đến lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Quý Sửu mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, được hỏa hại mà là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương,
cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp nhà đang ở hướng này rồi thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Sửu 1973. Và cuối cùng, hướng chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm Canh Tý, Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Quý Sửu xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Còn nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Quý vị thân mến, mỗi ngôi nhà xây nên là biết bao mồ hôi, công sức, tiền bạc của cả gia đình đổ xuống. Chính vì thế mà mỗi người cần phải đặc biệt lưu ý khi chọn tuổi làm nhà, chọn hướng làm nhà sao cho bình an và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã và đang đồng hành cùng Phong Thủy May Mắn trong những phút vừa qua. Mọi đóng góp cho chương trình, quý vị hãy gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận ngay bên dưới video này nhé.